Loading of aircraft was assisted by US Air Force personnel and Army advisors. Đưa lên máy bay với sự hỗ trợ của không quân Mỹ và các cố vấn quân đội. By terms of the Paris agreements, the International Commission of Control and Supervision was created, composed of representatives from Canada, Hungary, Indonesia and Poland. The ICCS observed every phase of the release of PW. Air transport was chosen both because of the speed of movement and the lack of suitable ground or water transportation. Với sự đồng ý của Paris, các ủy viên kiểm soát quốc tế đã được thành lập, gồm các đại diện từ Canada, Hungary, Indonesia và Ba Lan. ICCS quan sát từng khuôn mặt của tù binh. Đường hàng không được chọn bởi vì cả hai lý do là vận tốc và phương tiện đường bộ và đường biển không có. Many PW were flown to Quang Tri City, just north of Hue, and close to Thạch Hãn River. Nhiều tù binh đã được bay tới thành phố Quảng Trị, phía bắc gần sông Thạch Hãn. They were then moved by truck through Quang Tri City, a bitter reminder of the war. Sau đó họ được chuyển đi bằng đường xe tải đến thành phố Quảng Trị, nơi gợi nhớ những vết tích chiến tranh. Upon arriving at the exchange site, some of the PW made a final gesture of defiance, discarding their PW camp issued uniforms. Lên đến các trạm trao đổi, một số các tù binh tỏ ra cử chỉ khiêu khích, thách thức bằng cách vứt bỏ các đồng phục của trại tù cấp cho họ. Các tiếp viên Bắc Việt trên bờ đã chờ sẵn, gồm tất cả các nhân viên y tế, cho dù các tù nhân có cần thiết hay không. The North Vietnamese made a show of providing assistance, sometimes including medical personnel, whether PW needed it or not. Đại diện của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa với GMC đã có mặt trong suốt quá trình trao đổi tù binh. Exchange site rosters contain nơi trạm trao đổi thì có danh sách mỗi tù binh để xác định số thứ tự, ngày bị bắt, năm sinh và tên cha mẹ. Những ai đã được kiểm tra thì được chuyển đến các lều mới để nhận đồng phục mới. As each man was checked off, he was moved to a new tent to receive a fresh uniform. ICCS members observed all formalities at the repatriation site. Thành viên ICCS xem xét tất cả các thủ tục tại các điểm hồi hương.
Mỗi nhóm tù binh mới tại điểm trao đổi, họ đều có cùng một cử chỉ khiêu khích được lặp đi lặp lại. Đây là trại Lộc Ninh. As each new group of PW reached an exchange site, the same rituals of defiance were repeated. This was at Lộc Ninh. Hầu hết các tù binh không muốn trở lại với Cộng sản đã được phóng thích theo chương trình hồi chánh. Tuy nhiên, một số các tù binh khác đổi ý ở giờ phút chót. Một trong những số đó là ông này. Most PW who did not wish to accept return to the communist side had already been released under the new life program. However, some PW changed their minds at the last minute. One such was this man. Trong khi ICCS thảo luận về những gì nên làm, một nhóm các tù binh vừa được thả ùa vào khu vực này đã gây ra vụ xáo trộn nhằm giải quyết bằng bạo động. Quân cảnh miền Nam Việt Nam đã cố gắng bảo vệ tù binh này khỏi sự quấy rối và đe dọa. Họ đã quyết định đưa anh ta lên máy bay, nhưng nhân viên Việt Cộng đã ngăn cản sự can thiệp này. Trong khi đó ICCS vẫn còn thảo luận, thì một nhóm khoảng 25 tù binh Cộng sản đã vội vàng cướp lấy tù binh này bằng vũ lực. While the ICCS discussed what should be done, a group of newly released PW moved into the area. As it turned out in this instance, a decision on the matter would be violently settled. South Vietnamese military police attempted to protect the man from harassment or intimidation. A decision was made to take him back to the aircraft, but VC personnel prevented such a move. While the ICCS was still discussing the matter, a group of approximately 25 men rushed the guards and took the man by force. They dragged him off behind the release site and away from the cameras, beating and kicking him. VC officials at the site did nothing. Họ kéo tù binh này ra đằng sau những tù binh vừa được thả khuất khỏi ống kính máy hình để đánh đập và đá ông ta. Nhân viên Việt Cộng tại nơi chứng kiến nhưng vẫn làm ngơ. Finally, when someone in the crowd raised an arm, the attack stopped. Cuối cùng có một bàn tay trong đám đông giơ lên cao thì cuộc tấn công dừng lại. Later, at the insistence of the ICCS, the man was brought to their shelter for questioning. ICCS phải can thiệp khó khăn. Tù binh này đã được đưa đến lều của họ để thẩm vấn. A clearly frightened PW now insisted he would return to the VC. The South Vietnamese asked if the man was giving his answers under mental duress as a result of the beating. The ICCS decided that if the man was beaten and still wanted to stay, that was up to him. Rõ ràng họ đã làm tù binh này sợ hãi. Bây giờ buộc ông phải khẳng định trở về với Việt Cộng. Phía Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu cho ông này một câu trả lời bằng phương pháp bị bắt giữ vì lý do về với Việt Cộng thì bị đánh đập. ICCS quyết định ngay cả tù binh này bị đánh mà vẫn muốn ở lại với Việt Cộng là quyền của ông ấy. The next time such an incident occurred, the ICCS was ready. When a second PW refused repatriation, the ICCS chairman took steps to isolate the man and prevent any intimidation. Một biến cố tương tự lại xảy ra lần nữa khi tù binh không muốn hồi hương. Chủ tịch ICCS đã bước lên để tách rời tù binh này ra và ngăn chặn bất kỳ sự đe dọa nào. Bây giờ thì phía của Việt Nam Cộng Hòa chưa trao trả cho chúng tôi. He was escorted directly to an ICCS. Tù binh này được dẫn trực tiếp đến lều của ICCS. Khi ICCS hỏi tù binh nếu ông muốn trở lại với Việt Cộng hay quay trở lại trong khu vực của Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, phía bên Việt Cộng liền tấn công với luận điệu của họ rằng chế độ Sài Gòn. Or return to an area controlled by the Republic of Vietnam, the VC attacked what they termed the Saigon regime, claiming the man had been intimidated. Cho rằng tù binh này đã bị đe dọa. The VC then marched approximately 50 of the returnees up to the meeting site.
apparently hoping to frighten the man with a show of force. The U.S. and South Vietnamese protested the show as being barbaric. Sau đó, Việt Cộng đã dẫn khoảng 50 người tham gia show đẩy trở về các trang trại để họp mặt. It was finally agreed to allow the man to return to territory controlled by the Republic of Vietnam. Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa phản đối những người xô đẩy là man rợ, cuối cùng cho phép người tù binh trở về lãnh thổ phía Việt Nam Cộng Hòa. On the last day scheduled for repatriation, a group of more than 200 PW at Ben Hoa refused to return to the North Vietnamese or the Viet Cong. Những ngày cuối cùng của chương trình hồi hương, một nhóm hơn 200 tù binh Biên Hòa từ chối trở về miền Bắc hay tiếp tục theo Việt Cộng. The North Vietnamese and the Viet Cong refused to witness the event. Nhưng Bắc Việt và Việt Cộng từ chối chứng kiến sự kiện này. Sau khi mà ông quan sát xong rồi, mình làm cái việc của mình. We would like to speak to some of them. Ông bảo ông muốn nói chuyện với một vài người tù binh. Các ơi, bốn người đã ra cầm đường luôn. The PW were notified that they would not be forcefully repatriated, but would be released in South Vietnam. Tù binh được thông báo rằng họ không buộc phải hồi hương. Thay vì hồi hương, họ được thả ở miền Nam Việt Nam. Their reaction spoke for itself. Phản ứng của họ nói cho chính họ. The United States, the Republic of Vietnam and her other allies in the recent conflict share with more than 130 nations a special commitment to the civilized standards in the Geneva Conventions. The human rights of the captured were protected. Their wounds or illnesses were treated. The PW were interned in accordance with international law. Delegates of the International Committee of the Red Cross had access to the PW and recommendations to PW camp authorities were carried out. More than 26,000 enemy PW were returned to the Viet Cong and North Vietnamese, while 11,000 new life PW were released and returned to take up the traditional Vietnamese way of life in South Vietnamese society. Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cùng với các nước đồng minh trong khu vực xung đột đã chia sẻ với 130 quốc gia một cam kết đặc biệt với những tiêu chuẩn văn minh trong Công ước Geneva là quyền con người. Đối với người bị bắt phải được bảo vệ, vết thương của họ hoặc bệnh tật được chữa trị, tù binh được đối xử theo luật quốc tế, ủy nhiệm viên của các ủy ban quốc tế, hội hồng thập tự được tiếp cận tù binh và kiến nghị trang trại cho tù binh đã được thực hiện. Hơn 26.000 tù binh cộng quân đã quay trở lại với Việt Cộng và Bắc Việt, trong khi 11.000 cuộc sống mới của tù binh hồi chánh đã được thả để đón nhận đời sống mới truyền thống Việt Nam trong xã hội miền Nam Việt Nam.